chết chết là đấy là biết thấy không có làm việc là lên hộp về canh dễ dữ lăng ơi, bởi vì nó nhúc nhích nhích quan chỉ thì chỉ dễ dữ, nó mốt mà mua thì cái nhỏ là dễ dễ nó mua thiệt á, mua thiệt à, đúng rồi cái ngày hết rồi một trâu à. Đấy đóng cố định cái này này đây nhà vườn trúng mùa trúng giá luôn, giá này 62.000, hôm qua có 59 à, bữa nay lên 60, bữa nay lên 62, cách ngày lên được 3. Ok mọi người trở lại với miền Tây Phiêu Lưu nha, hôm nay chia sẻ với mọi người về cắt mít nha mọi người. Hôm nay mít quá trời nhiều luôn ở các nhà vườn ở Hậu Giang, hôm nay cắt mà là trúng giá luôn các bạn, quá trời tốt, mít tốt quá trời tốt luôn. Nó cắt hồi nào mà chưa thử nữa chưa. Chó nó chạy ra đây đâu mà sợ. Trúng giá à 24. À. Hết mít rồi. Cô thính lần này như vậy nhiều lắm mà chứ. Trời có mấy trái chắc mít tơ quá, cây mít tơ trái nó bự kìa. Già đó, mít tơ là chưa có trái. Con thấy mấy trái này nè. Còn qua căn qua cũng hết rồi. Thì chặt cam ra rồi nó phát lên. Chặt ba cam. Dạ. Dạ. Này nhà vườn trúng trúng mùa trúng giá luôn. Giá này 62.000. Hôm qua có 59 à. Bữa nay lên 60. Bữa nay lên 62, cách ngày lên được 3 giá. Nó còn lên nữa tại vì vườn của mình hết trái rồi. Trái nhìn thấy ham quá, mít này mít già mà nhìn trái giống như mít tơ. Thiếu đất ăn hay gì á. Cái này 1 tiếng nó cắt hay gì anh Tư? Trúng giá đợt này, trúng giá đợt này nó lên cao lên được. Đợt trước nó lên 70 mà như đó mình không mít bán. Ừ, 70 đâu không bán được 72.000. Bán được 2 lứa rồi xuống luôn. Đợt đó mình còn có trái đâu, nó hết trái. Này chưa cắt thử mà còn cắt mặt ngay thử nữa. Đỡ hôm qua con không có đen. Không. Chắc đen này chắc đỡ rồi đó. Đen 3 trái, rồi. Mấy cái mít nào bự bự cắt ra sợ không chết hồi hộp. Sợ nó đen. Năm này 62.000 mít loại 1 thì mít loại 2 thì 52. Loại mít. Mít bi thì 42 bằng cao hơn cái giá mít nhất hồi trước nữa. Sâu nó vô. Mấy cái đục đó nó mít chợ chú, mít đục đó. Tính nếu mà thẻo nó ra mít chợ rồi còn gì nữa. Nó giặt ở đây không? Nó thẻo ở đây nè. Nó gặp đây, còn đây mà nè. Cắt cái này nó không tới mưa ấy thì còn nhít được. Hồi hộp mấy trái đó ha. Ừ. Mà sâu kiểu này. Cái đó không sao. Ngon rồi, đống này cũng mười mấy triệu à, mười mấy hai triệu đó. Mấy triệu à. Ừ. 600 ký đó. Mấy triệu đó được. Chúng rồi, chúng giá, chúng giá là chúng mồ luôn. Thấy nóng mít cái tí có mấy lớn đâu. Đợt rồi chú bán giá nhiêu? 51 giờ 60 mấy, 62 giờ mấy trái mít bự này nhìn thấy mẹ nó thấy bả cột dở quá, cột ba không biết ta nói, bỏ rồi bắt đầu gió nó mẹ
điện nó tụt 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 ra gấp vô vô. Cây mít to gấp mình tính nó sạch được chứ rồi. Giờ mít hết rồi, từ từ gấp mít hết, không còn cái gì. Đưa coi chút. Mít vườn này cũng chú cũng mấy năm rồi nhỉ? 5 năm chưa? Ba cây giống bên đây trái bự này, còn mấy cái vườn mít sao mít già bánh người đây, mít da vàng cái chút chút không. Ra nụ vậy đó. Ờ vậy đó, mấy cái nhỏ. Tính ở đây mít tơ mít tơ. Dạ. Tính đâu mít tơ chứ trái tốt quá trời tốt. Dạ. Nhìn trái rồi tính mà trái mấy cây mít tơ hơn. Ông quay phim đó. Má tôi chết. Ông đừng quay tôi, quay tôi rồi bữa lên trên chảnh kiếm. Kệ mấy người quen không mà. Quay một tiếng đi, người ta lại đi mua mít đó. Tạo cái kênh đó. Vậy hả? Đi chứ nghe. Rồi rồi, nó chết như rồi. Dao cắt ngọt cho trời. Dao nó thấy thèm. Cho nó xuống, con rồi. Con hào lại thôi, cái gì? Đó, con rồi con hào lại, đủ tiếng không thôi. Dạ. Bỏ lên thử coi. Muốn biết thì bỏ lên thử. Nắng như ký rồi. Dư rồi, dư rồi. Dư người ta đó thấy chưa, phải thôi bỏ qua nữa không. Nguyên nhớ là nghe. Nhớm, mày nhớm lên tới đâu vậy. Cái nhà đủ lắm. Có heo hỏi nó lấy được không. Cái nghệ nó trong yêu quá. À, no rồi đó, cái chất lử là biết no rồi đó. Chết chết là biết cái không có làm việc rồi đó. Nó để hộp về canh dễ dữ lăng ơi, bởi vì nó mua nhất nhất quan chỉ hay chỉ dễ dữ. Nó mốt mà mua thì cái nhỏ là dễ dễ. Nó mua thiệt á. Mua thiệt à. Đúng rồi. Đúng rồi hết rồi. Một trâu à. Cắt cái dao những cái thèm thì phải không? Phải rồi đó. Tao tính lên nữa theo hơn mày học cắt nghề đó. Mày quất qua đầu sao không học tôi. Quấn nó cắt cái tay chưa nhanh bằng mày cắt. Trời ơi trời, chứ làm dắt cái dòng cô chi vậy cha. Tào la. Tay chân nó nhẹ không hả? Từ cái nhà. Hú khổ này chết. Tay chân ngứa nữa rồi đó. Lại thì. Thằng kia kìa. Thôi, không có xanh. Ngon hết biết cái vàng. Vậy thôi. Đen hả? Bên đây nè. Giáp với tính. Mít tơi bị đen. Anh không? Anh nắm tay về không? Đéo giờ luôn, thả thiền. Ở đó nhất theo du trời ba ngày cũng đó nè. Ngày chán rồi mày. Đâu. Nắm về còn thôi kẹp không? Đâu mình dừng nữa. Ba ngày trời về tới ngoài. Đâu có. Ba ngày chị nữa. Đó. Thì nó cũng nổi lên mà. Ba ngày cả sát luôn. Đang chán. Leo. Đấy. Buổi sáng hai kia. Nhất nó nghe. Không có, mình phải bên cái Google kia đăng ký cái tài khoản bên kia nữa. Cái giờ đó không được hả? Rồi. Cây. Trái bự nhất vườn à.
Rồi ăn nhiều không? Cắt hôm qua rồi, có trăm mấy ký à. 42 cái này chưa? Trong cái nhóm này đi cắt vui nè, đông người nó sợ. Thử đi trời. Tập cái bài nữa đó. Ai, ai. Ngộ rồi đó.